có biết được lý do vì sao năm 2024 ngày càng có nhiều phụ huynh đang định hướng cho con em của mình chuyển sang học tại các trường nghề? Hãy cùng Dạy Nghề Thanh Xuân tìm hiểu lý do nhé. Ngày càng có nhiều trường đại học đang được cho tự chủ về tuyển sinh và đào tạo, kéo theo mức học phí của nhiều trường đang tăng cao, dẫn đến nhiều gia đình không đủ năng lực kinh tế để cho con em của mình theo học những chương trình đại học kéo dài từ 4 đến 5 năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh viên cao đẳng đại học ra trường thất nghiệp ngày càng tăng. Chính vì vậy, ngay lúc này, nhiều phụ huynh đang định hướng cho con em của mình chuyển sang học nghề để giảm bớt gánh nặng về kinh tế và cũng là để con em của mình có nhiều cơ hội việc làm hơn ngay sau khi hoàn thành khóa học. Khi lựa chọn học nghề, các bạn có thể lựa chọn học qua trường lớp hoặc học qua cửa hàng. Mỗi một sự lựa chọn sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng, họ sẽ ưu tiên tuyển dụng những người đã có nền tảng và đã qua đào tạo cơ bản. Tại Dạy Nghề Thanh Xuân, hàng ngày vẫn tiếp đón rất nhiều các bậc phụ huynh đang đưa con em của mình đến trường để có thể tham quan trực tiếp và đăng ký các khóa học như sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện lạnh, sửa chữa điện tử, điện dân dụng, điện công nghiệp hay điện nước. Và nếu bạn cũng lựa chọn học nghề để xây dựng và phát triển sự nghiệp sau này, hãy nhanh tay liên hệ qua số hotline để được tư vấn chi tiết nhất và nhanh nhất.